ベトナム語レッスン初級1第1課単語を勉強しましょう。3 I'm I'm 彼 I'm a あの a あなた3 ba 彼女ba ấy 医者医師 bác sĩ か bài 友達 bạn 病院 bệnh viện 瓶書く か皆さんか、ばん。あなた、さんち彼女ちえい専門ですか có phải là không 会社 công ty の của も cũng 大使館đại sứ quán 大使館員 nhân viên đại sứ quán あなた、さん em 彼女 em ấy 教師、教員 giáo viên Hà Nội 韓国 Hàn Quốc いいえ không ではありません không phải là 経済 kinh tế エンジニア kỹ sư です là mai アメリカ Mỹ 銀行 ngân hàng Nguyễn Thị Hoa 人 Người 新聞記者 Nhà báo 職員係員 Nhân viên 日本 Nhật Bản あなた、さん Ông 彼 Ông ấy ピチャイ国家 国家に会えてとても嬉しいです Rất vui được gặp学生 Sinh viên タイ Thái Lan 私 Tôi 中国 Trung Quốc 学校 Trường
trường 大学 trường đại học trường đại học はい vâng vâng ベトナム Việt Nam Việt Nam こんにちは xin chào xin chào